Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình đối thoại thứ 6 bàn về câu chuyện Việt Nam há hổ do kênh truyền hình VTV thực hiện. Trong năm số đối thoại trước thì chúng tôi đã có những góc tiếp cận khác nhau về vấn đề này, từ kinh tế tư nhân hay là tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải cách thể chế, khoa học công nghệ, và gần đây nhất thì các khách mời đã tiếp cận dưới hai góc độ, đó là giáo dục và cơ sở hạ tầng. Trong số đối thoại này, chúng tôi lại tiếp tục cùng các khách mời ở trường quay bàn luận về tương lai hóa hổ của Việt Nam và cách thức để giúp chúng ta hóa hổ. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội. Ông Trương Đình Tuyển, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại. Ông Lê Đăng Danh, chuyên gia kinh tế cao cấp. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và tiếp tục với một vệ đề tài rất là lớn và rộng của chúng tôi liên quan đến việc là hóa hổ của Việt Nam. Thì trước khi mà chúng ta bàn luận tiếp về chủ đề này với những góc tiếp cận khác nhau của các khách mời, thì xin mời ba vị khách mời tại trường quay cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp những ý kiến đáng chú ý của các khách mời trong số trước liên quan đến chủ đề mà chúng tôi lựa chọn. Tôi cho rằng chúng ta có cơ sở làm được đó. Chúng ta đang hướng cây con tàu phát triển về hướng mục tiêu đúng, mặc dù có những nhân tố rất đáng lo ngại, ví dụ như là chi tiêu ngân sách trong 2 tháng đầu năm là 83% là chi tiêu thường xuyên, mà chỉ có 17% là chi tiêu cho đầu tư dài hạn chẳng hạn. Nhưng đấy là một hiện tượng của 1 tháng, 2 tháng. Còn chính phủ và nhân dân đều nhận ra điều đó rồi. Đây là điểm thứ nhất. Cái thứ hai là phải người tài. Thì ở tất cả các nơi đang xuất hiện những nhân tố người tài. Và tôi rất vui mừng thấy rằng sau 25-30 năm hội nhập, hiện nay ví dụ như là tiếp cận về thông tin, tự đào tạo, nói thạo ngoại ngữ, biết nhiều chuyên môn cùng một lúc đang rất phổ biến ở đội ngũ lãnh đạo các doanh nghiệp. Đấy là nhân tố xuất hiện ra những người tài. Cái thứ ba là kỷ cương. Thì phải nói rằng trong những năm qua kỷ cương chúng ta xuất hiện rất nhiều mặt yếu. Nhưng vấn đề kỷ cương đang được cả xã hội đặt ra với một cái mục tiêu cụ thể là trong khoảng từ 5 năm nữa đến 10-12 năm nữa, chúng ta hình thành một cái bộ mặt đất nước là đất nước ta đàng hoàng hơn, hay là một con hổ rồng, một con hổ mới. Làm thế nào đó để thúc đẩy cái tăng trưởng và cái sự gia nhập của kinh tế tư nhân vào trong nền kinh tế? Điểm thứ hai là giáo dục và đào tạo. Tiếp đến là cơ sở hạ tầng chẳng hạn. Chúng ta đã làm gì, chúng ta có những chính sách gì để thúc đẩy các chính sách như là hợp tác công tư. Hợp tác công tư lần đầu tiên được đưa ra là quyết định 71 năm 2010. Và đến bây giờ sau 8 năm chúng ta đã làm được gì ở cái lĩnh vực này? Hầu như rất ít, hầu như chưa kêu gọi được cái nguồn lực của kinh tế tư nhân bao gồm là trong nước và nước ngoài để tham gia vào các dự án hợp tác công tư để phát triển về cơ sở hạ tầng. Đài Loan thành công sau 30 năm trở thành con rồng thì người ta hỏi ông Tưởng Kinh Quốc, lúc đó ông Tưởng Giới Thạch chết rồi, ông Tưởng Giới Thạch sinh năm 1887 và ông ấy chết năm 75 rồi. Ông chết trước Mao Trạch Đông một năm, Mao Trạch Đông chết năm 76. Thế thì ông Tưởng Kinh Quốc thay mặt cha lãnh đạo đất nước, ông trả lời rằng bí quyết của Đài Loan chúng tôi trở thành con rồng chỉ có hai điều thôi. Điều thứ nhất là mở trường, điều thứ hai là mở đường. Bởi vì Đài Loan lúc đó nó còn hoang vu lắm. Và đường, con đường chính là cái hạ tầng vật chất. Nhưng nhà trường chính là cái hạ tầng văn hóa. Mà chúng ta lại đang ở trong một cái thời điểm mà chúng ta đang có nghĩa rất nhiều cái lộn xộn về cái hạ tầng văn hóa và cái hạ tầng cơ sở này. Vâng, thưa các khách mời, như phần tổng hợp vừa rồi thì cũng như là phần giới thiệu ban đầu của tôi là có rất nhiều các góc tiếp cận, các cách đặt vấn đề khác nhau về câu chuyện hóa hổ của Việt Nam. Thì ngày hôm nay với vai trò, vị thế, với kiến thức, với cái cách nhìn nhận của khách mời tại trường quay, các khách mời nhìn nhận thế nào về tương lai hóa hổ của Việt Nam ạ? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Trương Đình Tuyển ạ. Gần đây thì không chỉ Việt Nam mà cũng nhiều cái tổ chức quốc tế đánh giá là Việt Nam có khả năng trở thành một con hổ mới cùng với trước đây là 4 con rồng của châu Á, gồm có như vậy là Hàn Quốc, lãnh thổ Đài Loan, lãnh thổ cùng bộ Hồng Kông của Trung Quốc và Singapore. Đương nhiên đấy là khả năng, còn cái việc có thực hiện hay không ấy, thì lại còn tùy thuộc vào cái nỗ lực của chúng ta. Có thể nói tức là thời cơ để Việt Nam khóa hổ kỳ này là lớn, rất lớn, nhưng thách thức cũng rất nhiều. Vì sao lại lớn và vì sao lại thách thức? Thứ nhất là chúng ta đang đối diện với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Và với cái tốc độ phát triển rất nhanh của khoa học công nghệ thì một nước đi sau có thể tức là đuổi kịp, thậm chí vượt lên những nước đã có trình độ phát triển cao hơn nếu như có một chiến lược phát triển đúng đắn. Thì đấy là cái cơ hội. Nhưng thách thức cũng rất lớn, bởi vì cơ hội này không chỉ mở ra cho Việt Nam mà mở ra tất cả các quốc gia.
và các quốc gia người ta cũng có chiến lược để phát triển. Ừ. Vấn đề quan trọng là chúng ta chọn cách gì mà thôi. Vấn đề quan trọng nhất là chỗ ấy. Thì tôi cho rằng tức là Việt Nam cũng có thể hóa rổ được, hóa hậu được, nhưng với điều kiện là chúng ta phải tức là có một cái sự thay đổi rất là mạnh mẽ. Sự thay đổi ấy nó diễn ra tức là tốc độ cao hơn so với trước đây. Chúng ta điểm lại lịch sử thì chúng ta thấy này, năm 2000, năm 1975 thì GDP đầu người của Hàn Quốc là chỉ có 6,608 đô la, thấp hơn rất nhiều so với chuẩn 750 đô la được đánh giá là tiêu chuẩn trong một nước phát triển. Những nước nào thấp hơn 750 đô la thì gọi là nước kém phát triển. Nhưng mà chỉ vào trong vòng như vậy là một cái thời gian không xa, không dài thì Hàn Quốc đã vươn lên trở thành một nước phát triển và trở thành một con hổ châu Á. Họ đã trở thành một nước OECD từ năm 1975 đến năm 82, trong một vòng 15 năm thì tốc độ tăng trưởng của Hàn Quốc là 9,66%. Trong khi đó cũng trong vòng 15 năm từ năm 1998 đến 2014 ấy, thì tốc độ tăng trưởng Việt Nam chỉ 6,3% thôi. Và như vậy tức là chúng ta tụt hậu xa hơn rất nhiều so với các nước. Bây giờ nếu chúng ta muốn tức là trở thành một con hổ mới thì tốc độ tăng trưởng chúng ta phải cao rất nhiều. Và điều ấy phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đấy là cái quan điểm của tôi. Những yếu tố này tôi có thể tức là nói kỹ hơn ở cái phần sau. Vâng. Và số trước thì có khách mời nhìn nhận là chỉ 5 năm đến 7 năm là Việt Nam có thể hóa hổ được. Nhưng số trước nữa thì các khách mời nhìn nhận là 20, thậm chí là 30 năm nữa chúng ta mới tính đến câu chuyện hóa hổ Việt Nam. Vậy thì ông Tuyển có thể đưa ra một con số nào đó không ạ? Tôi nghĩ rằng tức là 6 đến 8 năm thì hơi nhanh và khó có khả năng thực hiện. Nhưng 30 và 5 năm thì là quá dài. Và tôi nghĩ chúng ta có thể hóa hổ trong vòng 15 năm. 15 năm là có thể làm được điều ấy. Giống như các nước đã có thể làm được. Vâng ạ. Ý kiến ông Danh thế nào ạ? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì muốn là Việt Nam trở thành một con hổ châu Á, và điều đó đã được là công luận hết sức là chú ý. Thì chúng ta đều biết là bốn con hổ hay là bốn con rồng châu Á họ đã tăng trưởng liên tục trong vòng 15-20 năm với tốc độ là khoảng trên dưới 9%. Và thí dụ như Hàn Quốc, ông Trương Đình Tuyển vừa mới nêu, thì bây giờ bình quân đầu người của họ là 28.000 đô la một đầu người, còn Singapore là 55.000, còn Đài Loan thì cũng là 33.000, Hồng Kông thì cũng 42.000 đô la một đầu người, tức là họ đã đạt được một cái mức độ phát triển rất cao. Thứ hai nữa là cái thành tựu đó thì đã được Ngân hàng Thế giới ca ngợi như là một sự kỳ diệu của châu Á và đã có phổ biến cho các nước để mà theo học. Nhưng mà cho đến nay chúng ta thấy rằng là cái việc theo học đó là không phải là dễ dàng, mặc dù những bài học đã được tổng kết. Bây giờ trong cái tình hình hiện nay thì ông Trương Đình Tuyển cũng đã nói là tình hình nó có cơ hội và có thách thức. Thì cơ hội đối với Việt Nam, một tức là cách mạng công nghiệp 4.0, hai nữa là Việt Nam đã có một cái bước tiến bộ đáng kể về môi trường kinh doanh, về năng lực cạnh tranh đều đã có bước tiến. Tuy vậy thì tôi phải lưu ý là như cách mạng công nghiệp 4.0 thì người ta xếp Việt Nam là do Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp thì thuộc lại là chuẩn bị kém. Và cái chỉ tiêu về sự sáng tạo và công nghệ thì Việt Nam xếp thứ 90, trong khi là cái chỉ số của toàn bộ nền kinh tế là vào khoảng thứ 50. Như vậy tức là trong nhiều mặt thì cái chỉ số về sáng tạo và công nghệ của chúng ta lại là kém hơn so với lại các cái chỉ số khác của bản thân nước ta. Vậy thì vấn đề chúng ta cần phải nhìn nhận là chúng ta phải phân tích mạnh của chúng ta ở đâu, yếu ở đâu, cơ hội ở đâu, thách thức ở đâu. Chúng ta phải làm cái việc đó một cách rất là nghiêm túc, và chúng ta cần phải có một cái kế hoạch rất cụ thể cho từng lĩnh vực. Và tôi nghĩ rằng là bốn con hổ ở châu Á mà họ có thể làm được như vậy là bởi vì họ chịu một cái sức ép chính trị khủng khiếp. Và họ đã huy động tối đa cái sự sáng tạo, cái nguồn lực ở trong nước và huy động nguồn lực ở ngoài nước để họ phát triển như vậy. Và tôi nghĩ đấy là những các cái bài học mà chúng ta cần và có thể vận dụng trong cái bối cảnh hiện nay. Vâng. Tôi cũng thấy rằng là đồng tình với ý kiến của hai diễn giả trước. Không phải một cách ngẫu nhiên mà thủ tướng
thì cũng thấy rằng là tuyên bố cần phải đưa nước mình trở thành một con hổ mới của châu Á. Và những tổ chức quốc tế thì người ta cũng đồng tình với cái nhận định đó, và người ta nhìn thấy rõ có khả năng. Bởi vì chúng ta cứ nhìn thấy bốn cái con rồng châu Á thì nước ta nó có hội tụ những yếu tố mà các con rồng kia có. So với Hàn Quốc và Đài Loan, rõ ràng là người ta dựa vào những cái yếu tố về tiềm lực, nguồn lực, tự nhiên, con người không hơn gì Việt Nam. Và người ta lại có thể trở thành những con rồng. So với lợi thế như là của Hồng Kông và của Singapore, thì cái lợi thế đó Việt Nam mình cũng có. Cũng có các cái tiềm lực về logistics, về biển là rất mạnh. Và như vậy thì những cái lợi thế của mình có. Con người thì rõ ràng con người của Việt Nam mình so với những cái nước mà đã trở thành rồng, không ai đánh giá là mình kém hơn về các độ thông minh, về độ nhanh nhạy. Như vậy thì cái hội tụ của yếu tố để trở thành những con hổ rõ ràng là Việt Nam có. Thì rất tiếc rằng là trong nhiều năm qua, khi những con hổ đó phát triển rất nhanh, con rồng phát triển rất nhanh, thì cái khoảng cách của Việt Nam so với nước đó có vẻ càng ngày nó càng dần rộng ra. Và đúng là như các chuyên gia trước nói, có lẽ đây cũng là một cái thời điểm, là một cơ hội để mà chúng ta có thể vươn lên được. Và nếu chúng ta không chớp được những cơ hội này thì có lẽ rất là khó. Tuy nhiên thì cái con đường của Việt Nam mình để trở thành hổ, trở thành rồng ấy, nó có thể khác hơn so với bốn cái nước mà đã đi qua. Bởi vì bốn nước đó, mỗi nước nó có một con đường riêng. Có những cái con đường nó vào những cái thời điểm đó thì thích hợp. Nhưng mà đến thời điểm này chúng ta lại đi theo con đường đó, có khi chưa chắc nó phải phù hợp. Mà chúng ta là phải tìm một con đường riêng. Và con đường riêng đó thì có lẽ nó không chỉ đặt ở Việt Nam trong cái khu vực Đông Nam Á này, mà có lẽ phải mở rộng ra. Và có lẽ có một cái điều rất thuận lợi là chúng ta vừa có cái ký kết của cái CPTPP. Có lẽ đấy cũng là một cái cơ hội rất lớn để mà khi chúng ta có thể bước đi vẫn ngược, trở thành con hổ được, thì không phải chỉ dừng lại ở phạm vi của cái khu vực Đông Nam Á, mà nó là cái khu vực rộng hơn trong Á Thái Bình Dương. Và cái điều này ý, thì tôi cho rằng là có lẽ cái con đường cốt lõi của chúng ta tìm đến. Như các số đối thoại trước thì chúng ta có nói về vấn đề kinh tế tư nhân, về vấn đề giáo dục, nhưng mà tôi nghĩ rằng hạ tầng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là có một vấn đề chúng ta nhìn thấy hiện nay, cái tăng trưởng GDP của ta chậm. Mũ chốt của nó là cái năng suất lao động của ta rất thấp. Đấy, cái gì nó tạo ra cái năng suất lao động thấp như thế? Cái giãn cách năng suất lao động của ta so với các nước trong khu vực nó quá thấp luôn. Đấy, gần như là đáy của các nước trong khu vực. Cái gì tạo lên? Con người thông minh, làm việc chúng ta cũng ý thức kỷ luật rất là tốt, làm việc cũng tích cực. Tại sao cái hiệu quả cuối cùng mang lại thấp như thế? Mấu chốt tôi cho rằng là phải thay đổi được yếu tố, những yếu tố nào là then chốt thay đổi cái năng suất lao động và cái hiệu quả của những cái hoạt động lao động đó. Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ đấy cũng là một cái mấu chốt để đưa cái Việt Nam mình muốn trở thành một con hổ theo một cái hướng khác hơn so với các nước. Vâng. Nếu mà nhìn cụ thể thì đúng như anh Cường nói, tức là chúng ta thấy năng suất lao động của tôi thấp và muốn tăng trưởng nhanh hơn thì phải năng suất lao động cao hơn. Nhưng mà trên tổng thể thì tôi cho rằng tức là chúng ta phải thực hiện rất tốt ba cái đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng lần thứ 11 đã đề ra. Đấy là cải cách thể chế, cải cách thể chế, và đây là yếu tố quan trọng nhất. Vâng. Vì có thể chế thì nó có khác. Ví dụ như là năng suất lao động chỉ có thể tốt khi mà chúng ta đặt doanh nghiệp vào cái môi trường cạnh tranh, vào kỷ luật thị trường. Bởi vì nếu không có cạnh tranh, không có kỷ luật thị trường, không ai đầu tư để mà làm tăng năng suất được. Cái điều thứ hai tức là phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, nó gắn liền với cải cách toàn diện cái nền giáo dục quốc dân. Và bây giờ tức là cái nguồn lực dài hạn, cái yếu tố tăng dài hạn chính là chất lượng nguồn nhân lực. Và cái điều thứ ba tức là phát triển kết cấu hạ tầng. Đây là những điểm nghẽn hiện nay chúng ta đã xác định từ lâu nhưng hiện nay vẫn còn tồn tại. Và gắn với ba cái đột phá chiến lược ấy thì chúng ta phải cơ cấu lại nền kinh tế, phải kể cả cơ cấu thành phần kinh tế cũng như cơ cấu các ngành kinh tế. Và tôi đồng ý với anh Cường, tức là con đường để tiến trở thành hổ bây giờ nó cũng rất khác cái con đường mà các nước kia, tức là biến thành hổ, bốn nước kia biến thành con rồng. Con đường rất khác, và do đó chúng ta phải chọn được những cái gì lợi thế so sánh Việt Nam để phát triển. Chúng ta nói công nghiệp 4.0 thì công nghiệp 4.0 tức là nó diễn ra ở tất cả mọi lĩnh vực, tác động lan tỏa vào mọi lĩnh vực, nhưng mà chúng ta không đủ nguồn lực, kể cả nguồn lực tài chính cũng như nguồn lực con người để có thể phát triển tất cả lĩnh vực. Và do đó chúng ta phải chọn những lĩnh vực nào mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh cao nhất để có thể làm được đấy. Và muốn như vậy thì tôi nói cái nền cơ bản của nó là phải
thực hiện cho được ba đột phá chiến lược một cách quyết liệt hơn nhiều so với trước đây. Bởi vì cái tiến trình cải cách chúng ta thì nó bị giằng xé bởi rất nhiều mâu thuẫn. Cái chế độ quyết định tập thể nó không đề cao được trách nhiệm cá nhân. Chúng ta thấy là ở một cái thời nào mà người đứng đầu đề cao trách nhiệm cá nhân, dám chịu trách nhiệm, dám quyết định thì lúc ấy chúng ta có thể tăng trưởng nhanh. Chúng ta vừa nói đến Thủ tướng Văn Khải với tất cả những tấm lòng thương tiếc và kính trọng. Nhưng mà tôi nói tôi là người mà dám chịu trách nhiệm cá nhân ấy, có thể nói là cao nhất trong cái chế độ chúng ta là đồng chí Thủ tướng Phan Văn Kiệt. Ông đã đưa ra những quyết định, tự chịu trách nhiệm về những quyết định ấy. Chúng ta thì cái mà nó không hay của chúng ta là trách nhiệm cá nhân của người đầu là rất yếu, rất yếu. Vâng. Tôi lại nhớ trong số đối thoại phần thứ tư ấy, khi mà bàn về vấn đề này thì bà Chi Lan có nhắc tới báo cáo Việt Nam 2035 thì có nói hai cái vấn đề chúng ta không có một con đường nào khác là thể chế và khoa học công nghệ, thì có vẻ như là cũng khá giống với cả ý kiến của ông Tuyển hôm nay. Vậy thì ông Danh có bổ sung gì không ạ? Vâng, trước hết là về thể chế thì có một cuốn sách nổi tiếng của nhà khoa học Axel McLuhan và Robinson nói là với cái tiêu đề Tại sao các quốc gia thất bại. Thì ở đấy trong 29 chương, Axel McLuhan và Robinson đã có phân tích thế thì các cái yếu tố nào nó chi phối đến cái sự phát triển của nền kinh tế của một nước. Thì họ đã thử có phải lịch sử không, có phải tôn giáo không, có phải địa lý không, có phải khí hậu không. Thì họ thấy là không phải, bởi vì rõ ràng là giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc thì nó khác nhau một trời một vực. Là cũng cùng một lịch sử, cùng một dân tộc, cùng một địa lý, cùng như thế. Mà cái ông kia là ông Hàn Quốc thì lại như là một cái đảo bị cái cắt ra. Thế nhưng mà tại sao Hàn Quốc nó lại bốc lên được? Cho nên Axel McLuhan và Robinson mới đi đến thể chế là cái điều quyết định. Và tôi nghĩ rằng là thực tế đã chứng minh cái điều đó. Thể chế chúng ta có, mà anh Cường cũng có nêu lên là về vấn đề về năng suất lao động. Thì nền kinh tế của chúng ta sau 30 năm, hơn 30 năm đổi mới, thì hiện nay cái thành phần kinh tế lớn nhất trong cái nền kinh tế của chúng ta là hộ gia đình, là chiếm 33% GDP. Mà hộ gia đình thì không phải đăng ký theo luật doanh nghiệp, không có phải tuân thủ luật kế toán, không phải là nộp thuế theo doanh thu hoặc là về lợi nhuận, mà nộp thuế trên cơ sở là khoán, và quan chức thu thuế và người chủ doanh nghiệp thì thương lượng với nhau và thống nhất một cái khoản nộp thuế nhất định nào đấy. Và theo luật doanh nghiệp thì một doanh nghiệp nếu sử dụng trên 10 người lao động thì phải đăng ký thành doanh nghiệp. Nhưng mà chúng ta đều biết ở ngay Hà Nội đấy này là có những hộ gia đình hơn 100 người. Thế nhưng mà vẫn là hộ gia đình, vẫn nộp thuế khoán thôi. Và tôi biết là có một hộ gia đình bé bé con ở làm xuất khẩu gỗ Đồng Kỵ, xuất khẩu 150 tỷ đồng một năm. Nhưng báo công em bé lắm, em đúng là hộ gia đình thôi. Thế thì với hộ gia đình như vậy, ông không có thương hiệu, ông không cần bảo vệ là nhãn mác, ông cũng không có bằng sáng chế phát minh. Thì với 33% GDP ấy, ông có thể cạnh tranh hội nhập được không? Ông có thể là tham gia và phát huy được những các cái lợi thế cạnh tranh của Việt Nam được không? Cho nên chúng ta phải nhanh chóng giảm cái tỷ lệ của các hộ gia đình ấy và chuyển thành là kinh tế tư nhân hoạt động theo doanh nghiệp và có thương hiệu và có vận dụng khoa học công nghệ. Lúc bây giờ chúng ta mới có thể trở thành con rồng được. Chứ còn với 33% hộ gia đình như thế này thì chúng ta rất khó có thể trở thành là con rồng con hổ gì đâu. Cái điều nữa có lẽ chúng ta cũng cần phải nghĩ đến, cũng cần phải trao đổi. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái điều mà hiện nay cũng chưa biết là cái quan điểm như thế nào nó thực sự là nên lựa chọn. Chúng ta đều rất là coi trọng cái kinh tế tư nhân, điều rất đúng, mà rất tiếc rằng là chúng ta khẳng định điều đấy nó chậm quá, chậm đến vài ba chục năm. Đấy. Nhưng mà tại thời điểm này thì chúng ta có nên là xóa bỏ hoàn toàn cái kinh tế của nhà nước không, để mà chuyển nó thành tư nhân hay không? Làm như thế có phải đấy là một con đường tốt để giúp cho kinh tế tư nhân phát triển nhanh như hay không? Nó mang lại cái hiệu quả thực sự để tạo ra những trụ cột cho nền kinh tế hay không? Hay chúng ta cũng phải có một lộ trình như thế nào
Đấy, chúng ta đang nói rằng là phải cải cách về kinh tế, phải đổi mới về mô hình tăng trưởng, trong đó thay đổi về cái quan hệ về cái khu vực kinh tế nhà nước. Nhưng mà thay đổi như thế nào? Chúng ta cứ hình dung một cái điều như thế này. Bây giờ những cái doanh nghiệp nhà nước, những cái tập đoàn kinh tế nhà nước đúng là có nhiều anh thua lỗ. Đặc biệt là gọi là 12 cái, 13 cái đại dự án lớn thua lỗ. Ai nhìn vào đấy cũng rất là ngao ngán. Nếu chúng ta ngay một lúc chúng ta từ bỏ, chúng ta chuyển nó thành tư nhân hết, bán, phá, thậm chí có khi có những cái chỗ giờ bán không ai mua. Đấy, chúng ta từ bỏ nó. Thì liệu rằng có phải đấy là một con đường tốt hay không để cho kinh tế nhân phát triển hay không? Hay chúng ta lại cũng phải có một cái giải pháp nào đó để chúng ta cũng phải hồi phục nó đến một cái mức độ. Rồi sau đó hãy tìm cho được những cái tư nhân trong nước, những cái nhà quản trị tốt, hoặc thậm chí ngay chính những cái nhà quản trị ở đó, người ta đã có được trải nghiệm, người ta đã có được rèn luyện để gây dựng họ trở thành những cái nhà kinh tế tư nhân. Và khi đó thì tôi nghĩ rằng là cái vai trò nhà nước đúng nghĩa là cái người bà đỡ để ra đời cho những cái khu vực tư nhân nó phát triển mạnh. Về cái câu hỏi của anh Cường ấy, thì tôi suy nghĩ của tôi là thế này. Doanh nghiệp nhà nước nó có một vai trò nhất định trong một giai đoạn lịch sử nào đấy, khi mà thành kinh tế cũng quá bé nhỏ. Đến bây giờ thì kinh tế tư nhân của chúng ta mặc dầu còn rất nhiều rào cản, còn rất nhiều khó khăn, nhưng nó bắt đầu cũng đã lớn dần lên. Và theo quan điểm của tôi thì trước khi dùng doanh nghiệp nhà nước để thực hiện một chính sách công thì nên đặt câu hỏi là có cơ chế nào, có lực lượng nào làm tốt hơn hay không? Đúng, rất đúng. Khi mà chúng ta thấy rằng không có một lực lượng nào, không có một cơ chế nào thực hiện tốt hơn thì hãy dùng doanh nghiệp nhà nước. Còn nếu như có lực lượng nào tốt hơn thì nên dùng lực ấy. Đấy, tổ chức đấu thầu đi. Xem đúng, có đúng, đấy là quan điểm của tôi. Kể cả cái chuyện là nếu như có một cái việc đang bình thường thì có một doanh nghiệp nào đó không phải nhà nước làm tốt hơn, hãy để cho nó làm. Và thậm chí nếu như cái việc này nó không phải là cái việc cốt yếu phải nhà nước lắm thì các doanh nghiệp tư nhân nó làm không tốt ấy, hãy hỗ trợ cho họ làm. Đấy, hỗ trợ cho họ làm tốt. Đấy, chứ nhà nước không nên làm. Đấy, không, nhà nước tạo điều kiện. Hãy thử nghiệm và cái mô hình là công ty bất vụ lợi, là huy động và trái phiếu và tôi, bản thân tôi thì là đã có một kinh nghiệm là thế này. Khi mà chúng ta có chính sách tức là trợ giá lên cho các cái vùng cao khó khăn ấy, tức là đưa lên đấy thì chúng ta được trợ cước trợ giá để cho doanh nghiệp đó làm. Thì tôi đặt vấn đề với các cái sở thương mại và các cái ủy ban nhân dân các tỉnh, tôi đề nghị tức là chúng ta quy định tức là cái giá bán tối đa ở cái vùng bao nhiêu và anh nào làm được thì cho người ta làm, và tôi tin rằng tư nhân người ta sẽ làm tốt hơn. Nhưng mà các tỉnh là không muốn. Vì sao? Họ phải nuôi cái bộ máy của họ, phải nuôi cái doanh nghiệp của họ. Và đây tức là gì? Mâu thuẫn lợi ích giữa cái người chủ doanh nghiệp và cái người dân được hưởng lợi. Nó có cái chuyện, và tôi sợ rằng tình trạng này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Và nếu chúng ta phải xóa bỏ cái đi thì như vậy là có thể thay đổi. Tức là gì? Chúng ta phải chọn những người nào làm tốt nhất để chúng ta phát triển. Một trong cái tình trạng mà như là ông Trương Đình Tuyển đã đề cập đến, tức là những các cái nhóm lợi ích hiện nay là đang hình thành và hoạt động một cách rất là phổ biến và rất là nhanh nhạy ở trong tất cả các lĩnh vực. Chúng ta đều thấy, tức là đầu tư cái này thì lập tức đã có một ông là xung phong ra, rồi thì thậm chí có những ông lại là đề xuất là xây tượng đài lớn, rồi thì xây làm các thức, trong khi đó thì tỉnh đang đi xin gạo để cho người dân. Rất nhiều những các cái gọi là nhóm lợi ích, nó đội thì mũ này đội mũ khác, thì đấy là một điểm. Cái điều đó chúng ta cần phải tạo ra một cái thể chế giám sát độc lập, huy động để đấu thầu công khai, báo cáo công khai, giám sát của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân, của báo chí, của các tổ chức quần chúng, trên cơ sở đó để mà chúng ta có thể chọn được cái người thực hiện tốt nhất với cái chi phí rẻ nhất. Vậy tôi xin nêu lên một ví dụ rất là cụ thể. Tức là Trung Quốc vừa rồi họ họp nhân dân đại hội, họ lập ra một cái ủy ban giám sát quốc gia trực thuộc Quốc hội. Trong đó họ lấy hết tất cả các cái đơn vị thanh tra của các bộ về cái ủy ban đó. Theo tôi ở chỗ này có cái việc hợp lý là bây giờ thanh tra lại ở nằm trong bộ, rồi thì lại tự cái thanh tra ấy lại thanh tra các cái đơn vị của bộ ấy.
Thì theo tôi cái điều ấy là nó rõ ràng là kém hiệu quả hơn. À. Bây giờ họ làm một cái việc rất là rõ ràng là kiểm tra viên đảng thì chuyên trừng trị, thằng nào sai phạm thì trừng trị tới bến. Còn cái ủy ban giám sát quốc gia kia là giám sát về chính sách, về tất cả các bộ, về bộ máy của nó xuống đến huyện, và lúc bây giờ nó xăm soi từng bộ máy một. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta hãy xem xét, hãy mạnh dạn từ bỏ những các cái điều gì mà chúng ta đã phát hiện là kém hiệu quả để chúng ta chuyển sang một cái giai đoạn mới. Việt Nam trở thành con hổ thì chúng ta nói đấy gọi là nói động viên nhau thôi. Chứ còn nếu thực lực mà so sánh với bốn nền kinh tế gọi là mạnh của ASEAN thôi thì chúng ta thấy là chúng ta còn nhiều rất nhiều vấn đề mà trong vòng 3 năm 2018 đến 2020 chúng ta có thể nói thẳng là nền kinh tế chúng ta chưa đủ sức để vượt qua được những cái vấn đề đấy. Cho nên định hướng để chúng ta vào top 3 hay top 4 là đúng, nhưng mà tin tưởng quá để mà nói rằng là hết 2018 hoặc là hết 2020 chúng ta trở thành một trong bốn động lực của nền kinh tế của ASEAN thì nó không khả thi. Chúng ta đặt kỳ vọng là nền kinh tế của chúng ta phải tăng trưởng trên 7% một năm. Đấy. Ít nhất như tôi vừa nói là phải 7,2% một năm. Thì khi ấy sau 10 năm, quy mô của nền kinh tế mới tăng lên gấp đôi. Và thu nhập bình quân của đầu người chúng ta hiện nay là kém hơn rất nhiều lần so với các nước trong khu vực. Muốn tăng gấp đôi trong 10 năm tới thì chúng ta phải cộng thêm cái tỷ lệ gia tăng dân số nữa, tức là 7,2% cộng với tỷ lệ gia tăng dân số nữa. Cho nên thách thức đặt ra là rất lớn. Thế thì các cái giải pháp chính sách thì chúng ta cũng đã thảo luận rất là nhiều, và tôi cho rằng là chúng ta không khó khăn trong việc xác định được mục tiêu, xác định được giải pháp chính sách. Và tôi cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay của chúng ta là làm thế nào để tổ chức thực hiện được một cách đúng đắn, đầy đủ và đúng thời hạn những cái giải pháp mà chính phủ cũng như là đảng đã đề ra. Với cách nhìn phát triển hiện nay ấy, thì thực sự tôi không thích dùng cái từ con hổ, mà tôi muốn cái đất nước Việt Nam phát triển với hai cái từ mà tôi nghĩ là quan trọng nhất: nhanh, bền vững và đáng sống. Với cái vấn đề là chúng ta hóa hổ ấy, một cái câu chuyện nó rất là lớn, cái con đường chúng ta hóa hổ, thì ngay số trước các khách mời đều nói là có một cái kinh nghiệm, đó là xây trường và xây đường. Rất là đơn giản thế thôi, không biết là các khách mời đây nghĩ thế nào về ý kiến của các khách mời các số trước ạ? Tôi rằng là nói cái chuyện xây trường, xây đường, cái đấy rất là đúng. Như tôi nói rằng là cái năng suất lao động của Việt Nam nó thấp ấy, thì nó có do rất nhiều nhân tố. Một cái nhân tố rất quan trọng chúng ta hiện nay, các doanh nghiệp, chúng ta đều nói rằng là cần phải có cái doanh nghiệp tư nhân phát triển lên. Nhưng mà doanh nghiệp tư nhân hiện nay ấy, là cũng không phải rằng là sáng sủa cả đâu. Theo báo cáo hiện nay thì cũng khoảng chừng gần 50% cái số doanh nghiệp tư nhân là hoạt động không hiệu quả. Đấy, khoảng gần 50%. Và cũng 97% đấy doanh nghiệp dạng như nãy các bác nói là toàn doanh nghiệp gọi là nhỏ và siêu nhỏ thôi. Đấy, gia đình. Có đâu ạ. Vâng, chứ nó có doanh nghiệp lớn cũng rất hay ít. Hay là làm ăn chui lủi. Vâng, không phải là. Thế thì trong những cái yếu tố mà làm cho cái doanh nghiệp tư nhân ấy hoạt động nó không hiệu quả, như ta nói rằng là vấn đề liên quan ràng buộc về thể chế, chi phí không chính thức, vân vân. Nhưng mà trong đấy có một vấn đề liên quan đến cái chi phí, gọi là chi phí logistics rất cao. Việt Nam hiện nay đang cao nhất trong tất cả. 20-21%. Thế thì cái chi phí lớn như thế trong đấy có liên quan đến cái chuyện gì? Là trong khi các nước khác chỉ có 12% thôi. Vâng, đấy, hạ tầng. Và cái hạ tầng hiện nay ấy, chúng ta cũng đang nằm ở trong một cái bài toán. Nó gần như là cứ không biết rằng cái nào là con gà, cái nào quả trứng. Chúng ta không có tiền để ngân sách, để đầu tư, để mở đường. Chúng ta phải huy động BOT tư nhân. BOT tư nhân làm đường thì lại thu phí cao. Thu phí cao lại ảnh hưởng đến chi phí về logistics vận chuyển của doanh nghiệp. Làm ảnh hưởng như thế thì doanh nghiệp lại không phát triển được. Không phát triển được thì lại không thể nào có khả năng đóng góp vào để cho các cái đầu tư này. Cho nên là rõ ràng nó phải có những cái biện pháp bứt phá, tạo ra những cái tiền đề cho phát triển. Thì trong lịch sử các nước phát triển ấy, không có cái nước nào mà lại không đầu tư để làm một cái hạ tầng nó tốt. Rõ ràng cái hạ tầng giao thông, cái đấy là quan trọng. Tạo ra đó nó không chỉ là cái như ta nói rằng giảm chi phí doanh nghiệp, mà nó còn tạo ra các cái tiền đề để khơi dậy cái nguồn lực phát triển cho các cái vùng. Đấy, chứ không phải là chỉ ở những cái trung tâm, ở những cái vùng mà mỗi vùng nó có những cái tiềm lực của nó.
thông qua hệ thống hạ tầng này, thông qua cái logistics tốt thì nó sẽ khơi dậy được, giảm chi phí đi. Vâng. Trong cái cuộc đối thoại trước nói rằng được là trường được và đường. Vâng. Thì đấy chẳng qua là một cái biểu hiện cụ thể của hai cái đột phá chiến lược mà chúng ta đã nói đến trong nghị quyết của Đảng. Đấy là gì? Đấy tức là phát triển nguồn nhân lực và tức là kết cấu hạ tầng. Hai cái đã nói rồi. Nhưng cái mấu chốt theo tôi vẫn là gì? Vẫn là thể chế quản trị quốc gia và thể chế và phương thức quản trị quốc gia. Anh có nói đến chuyện tức là bộ máy cồng kềnh thì cũng là do cái thể chế của quốc gia chúng ta là không tốt. Cho nên đấy là cái điều gấp nhất. Và từ cái gốc ấy nó mới có những cái khác được. Có cái khác được. Muốn có tiền, muốn có đường thì phải có tiền. Phải có tiền, nhưng mà tiền tức là do thể chế nó tạo ra. Chứ không phải là chúng ta không, tức là tiền thì có thể chế nó tạo được, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước để có thể phát triển cơ hội tầng. Những điều mấu chốt nhất. Vâng, có một khán giả là một doanh nghiệp có phàn nàn với chúng tôi là khi nhắc tới nền kinh tế của chúng ta thì như là một quả mít ấy, đâu cũng là mũi nhọn, đâu cũng là tỉnh nào cũng là mũi nhọn. Còn nhắc đến chủ đề của chúng ta thì nó cũng gần giống như một quả mít, tức là khách mời nào cũng nhắc tới rất nhiều vấn đề và vấn đề nào thấy chúng ta cũng cần phải làm. Vậy thì bây giờ quay lại cái câu chuyện Việt Nam Háo Hổ thì hãy nghĩ một cái điểm mấu chốt, một cái điểm đột phá hoặc là nghĩ những cái rất là cụ thể để chúng ta có thể lựa chọn. Ngay như cái vấn đề ông Cường vừa nói ạ, cũng đúng là vấn đề doanh nghiệp và khán giả chúng tôi rất quan tâm, chúng ta lựa chọn kiểu gì, cách thức như thế nào liên quan đến khối kinh tế tư nhân. Thì rõ ràng là kinh tế tư nhân của chúng ta có thể làm được mọi thứ trừ một số lĩnh vực rất là đặc thù, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là muốn để nói rằng Háo Hổ hay Hoa Rồng thì không phải là tốt là được, mà nó phải có một cái đột phá, mà nó phải có một cái vượt trội, nó hơn hẳn. Vâng. Chứ nếu chúng ta cái gì cũng đều cả thôi thì như quả mít thì đương nhiên cái nó không thể nói cũng nó đồng cái bộ gì được. Cũng cần làm. Nó phải vuốt, vâng. Nó phải nhọn, sức nó phải mạnh. Mà chúng ta đang dựa vào là phải là kinh tế tư nhân là động lực, cái không hoàn toàn đúng. Nhưng mà bây giờ làm thế nào để cho hình thành được những cái doanh nghiệp tư nhân? Cái đấy là hoàn toàn đúng hay là không hoàn toàn đúng mạnh. Ạ? Hoàn toàn đúng. Vâng. Chúng ta phải dựa vào cái nhân nhân nào đúng. Cái đấy là cái cả thế giới này nó đã chứng minh cái chuyện đó. Nhưng bây giờ vấn đề làm thế nào? 97% doanh nghiệp chúng ta là những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Gần 50% kinh doanh không hiệu quả. Năng lực cạnh tranh vô cùng thấp kém. Khả năng về quản trị rất là yếu, rất thấp, đều đánh giá rất thấp. Đấy. Bây giờ làm sao cho những cái người đó mà người ta thấy rằng tạo ra được một cái sự thay đổi vượt trội, nó phải cạnh tranh được với các cái doanh nghiệp, cạnh tranh được cái hàng hóa của quốc tế. Đấy. Vậy thì tôi cho rằng là ở đây ấy, vấn đề cốt lõi chúng ta phải tạo ra một cái thể chế như là các bác ấy nói, nhưng cái thể chế này nó phải bằng con đường nào để giúp cho hình thành lên một cái nhóm nào đó, một cái bộ phận nào đó của những cái doanh nghiệp mà nó có cái năng lực đó. Và cái việc này ấy, thì tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta để cho tự doanh nghiệp, tự một cái doanh nghiệp nhỏ, một cái cá nhân từ hộ gia đình chuyển dần thành doanh nghiệp nhỏ rồi vân vân, chắc là nó cũng sẽ vô cùng là khó khăn, vô cùng là dài. Đấy. Chúng ta cũng phải nghĩ đến một cái hướng trong cái việc mà chúng ta đang gọi là thay đổi cái về cái kinh tế nhà nước, đều là những lĩnh vực đang nắm giữ những cái ngành, những cái yếu tố hết sức then chốt, hết sức quan trọng và có lợi thế. Những ngành nó đều tốt cả. Tôi xin nói chẳng hạn trước đây chúng ta đều nhìn thấy thành lập cái tổng cái tập đoàn về tàu thủy. Vinasin bây giờ thì nó bị thất bại rồi. Nhưng mà có phải là tốt không? Cái việc làm đó có phải là tốt không? Rõ ràng đấy là một cái thế mạnh rất lớn của chúng ta. Nếu như cái tiềm lực đó, cái nguồn tiền đó mà lại đổ của một cái tập đoàn tư nhân, họ quản trị tư nhân, chắc chắn sẽ trở thành một cái tập đoàn mạnh. Và nó đấy là những cái vuốt hổ mạnh ở khu vực này, không phải chỉ khu vực Đông Nam Á, kể cả thậm chí giới. Vậy thì chúng ta bây giờ, chúng ta đều có những tập đoàn, đều có những cái lĩnh vực doanh nghiệp, nhà nước đang nắm giữ ở vị trí hết sức quan trọng như thế. Nhưng nó không hiệu quả, nó chưa hoạt động được. Vậy thì nhà nước phải tìm một cái giải pháp để làm thế nào truyền từ cái nhà nước này cho một cái tư nhân nào đó, cho một cái nào đó, để với cái khả năng quản trị của tư nhân nó sẽ vượt lên để trở thành những cái con hồng của nó. Vâng, ông Tuyển nghĩ nào? Chị Phương Chi có nói đến là rất nhiều chuyên gia nói đến rất nhiều vấn đề cụ thể, rất nhiều vấn đề. Biết
thì đương nhiên tức là khi triển khai thì nó rất nhiều việc chúng ta phải làm, nếu kể thì có thể kể rất nhiều, nhưng tôi cho rằng tức là thể chế và phương thức quản trị quốc gia vẫn là cái tiền đề quan trọng nhất. Từ cái tiền đề ấy thì nó sẽ giải quyết từng bước những cái vấn đề khác, và chúng ta phải lựa chọn, như tôi đã nói lúc đầu, tôi lựa chọn những lĩnh vực mà chúng ta có lợi thế sánh để phát triển trước, để và nó tạo ra tác động lan tỏa đến các lĩnh vực khác, chứ chúng ta không thể muốn làm đủ thứ được. Và có thể nói là cái tinh thần muốn làm đủ thứ cũng là cái bệnh của người Việt Nam chúng ta, cái gì cũng muốn cả, và do đó làm phân tán nguồn lực, không tập trung vào những lĩnh vực trọng yếu nhất mà tạo ra đột phá mới. Nói về cái sự chúng ta băn khoăn về cái doanh nghiệp tư nhân Việt Nam nó nhỏ, thì đây nó có hai vấn đề. Một là doanh nghiệp tư nhân chúng ta là phát triển chậm, mãi đến năm 2000 thì chúng ta mới có được doanh nghiệp, và như vậy vẫn còn rất nhiều rào cản cho nó không lớn lên được. Đấy là lý do thứ nhất. Thứ hai là có một quy luật, tức là gì? Có một quy luật tức là nó phải đi từ nhỏ đến lớn. Nó mới như vậy, nó nhỏ cũng là dễ hiểu thôi. Khi đặt nó vào thị trường cạnh tranh thì buộc nó phải lớn lên hoặc nó phải phá sản. Và đấy là cái điều mà chúng ta không nên nóng ruột. Nếu chúng ta tốt, chúng ta giải quyết tốt những vấn đề về phương thức quản trị quốc gia, chúng ta tạo ra một môi trường cạnh tranh. Chúng có một tín hiệu rất rõ mà chúng ta có thể liên hệ tới là gần đây ấy, thì người dân người ta bắt đầu tới sản xuất nông nghiệp sạch. Vì sao? Vì cái thị trường buộc người ta phải làm thế. Và gần đây chúng ta rất nhiều sản phẩm chúng ta tức là vào các thị trường khó tính như là Nhật Bản, như là Australia, như là Mỹ. Vì sao? Bởi vì nếu anh không sản xuất những sản phẩm nông nghiệp mà đủ tiêu chuẩn về sạch an toàn thực phẩm thì người ta không mua của anh. Và thậm chí dân Việt Nam cũng không mua nữa. Dân Việt Nam cũng không mua nữa. Cho nên anh phải thay đổi. Cho nên kỳ luật thị trường nó sẽ buộc anh phải thay đổi. Và do đó nó sẽ lớn lên. Vẫn lớn lên. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta không nên quá sốt ruột vì cái doanh nghiệp chúng ta nếu nhỏ. Thứ nhất là do tức là chúng ta sinh ra đời muộn thì cũng buộc phải thế thôi. Thứ hai là quá trình phát triển bao giờ cũng là cái quá trình từ nhỏ đến lớn. Cách đây 20 năm mà tôi đã nêu ra một cái luận đề là thế này. Tức là quy mô không bằng tốc độ. Vấn đề quan trọng nhất là tốc độ chứ không phải vấn đề là quy mô. Quy mô có thể nhỏ nhưng với tốc độ đi nhanh thì nó có thể lớn lên rất nhanh. Và tư duy mạnh hơn kinh nghiệm. Thời đại này thay đổi rất nhanh. Cái hôm trước là đúng thì hôm nay không còn đúng nữa. Cho nên không thể lấy kinh nghiệm của cái ngày hôm qua để vận dụng cho ngày nay, mà quan trọng nhất là tư duy. Trong đó có tư duy logic là nó tạo cái cơ sở khoa học cho các quyết định. Đồng thời trí tưởng tượng nó buộc chúng ta đi xa. Có một người ta đã nói thế này. Tư duy logic có thể đưa anh đi từ A đến B, rồi từ B đến C. Nhưng trí tưởng tượng có thể đưa anh đến bất cứ nơi nào mà anh muốn. Vâng, cụ thể hơn tôi muốn hỏi ông Tuyển thêm một chút về ý kiến của ông Cường ấy. Ông Cường nói về việc khi mà chúng ta đã lựa chọn về kinh tế tư nhân ấy, thì sau đó chúng ta phải tính toán để phân bổ lại cái nguồn lực. Đó cũng là một cái hướng, một cái ý kiến cụ thể ông Tuyển nghĩ thế nào? Tôi nghĩ là gì? Cái việc phân bổ nguồn lực chủ yếu là phải dựa vào thị trường. Chủ yếu dựa vào thị trường. Khi mà chúng ta thực hiện cái thị trường một cách đầy đủ, tôi không nói là hoàn hảo, bởi vì rất không có một cái cơ chế thị trường nào hoàn hảo cả. Thị trường nó cũng thất bại của nó. Nhưng mà nếu chúng ta thực hiện cơ chế thị trường một cách đầy đủ thì như vậy là cái cơ chế phân bổ nguồn lực nó sẽ hiệu quả hơn. Ví dụ như các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn nhà nước nếu mà chuyển sang một cái tập đoàn tư nhân thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều ạ. Ông Tuyển nghĩ còn tôi thì thấy là đúng không ạ? Rất ủng hộ cái việc cổ phần hóa. Bởi vì cổ phần hóa có mấy cái chuyện thế này. Một là nhà nước sẽ huy động được thêm vốn của dân. Là một. Thứ hai nữa, tức là nó hoạt động theo luật doanh nghiệp. Lúc bây giờ hội đồng quản trị nó sẽ bổ nhiệm giám đốc. Chứ còn bây giờ, chắc là anh Tuyển đều biết, bây giờ chúng ta đến một cái tập đoàn nào đấy, tôi đến một số tập đoàn thì luôn luôn được giới thiệu. Ơi, ông biết cháu này chứ, nó là con anh ấy đó mà. Đây là cháu kia là con dâu của đồng chí đấy, rồi vân vân. Tức là một cái doanh nghiệp nhà nước thì có chủ sở hữu, rồi thì bộ quản lý, lúc bây giờ gửi gắm vào đấy rất nhiều con cái, sự sàng lọc là có tính chất là rất là hình thức, và các cái là hoàng tử công chúa đó thì hoạt động như thế nào thì cái điều đó thôi thì chúng ta hãy để cho các tập đoàn nó xem xét. Thế cái điều thứ ba nữa rất là quan trọng, tức là nó có cái bộ phận giám sát, và thứ tư nữa là nó phải tuân thủ cái luật là phá sản, và phá sản là một sự tàn phá sáng tạo. Tức là nếu mà ông mà không trả được tiền nữa thì máy móc vẫn còn đó, nhà xưởng vẫn còn đó, người lao động vẫn còn đó. Nhưng mà ông chủ ấy là biến đi, là tài sản của ông mất đi. Thì lúc bây giờ sẽ có một ông chủ mới vào, ông vào. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái việc cổ phần hóa tất cả những lĩnh vực nào mà tư nhân có thể làm được mà nhà nước không cần làm thì chúng ta cứ mạnh dạn thực hiện.
Nhưng mà tôi đồng ý với lại ông Cường, tức là phải có cái sự cân nhắc và có chính sách. Không nên cổ phần hóa để cho là ông Thái Lan ông ấy mua đến 54% của Sapeco. Theo tôi đấy hoàn toàn không phải là ưu điểm. Một cái việc như vậy là quá sơ hở. Đây chúng ta phải là có cái cơ chế, có cái sự giới hạn rõ rệt của ông là dưới 15%. Ông có được ngồi trong hội đồng quản trị nhưng ông không có tiếng nói, ông không thể quyết định được. Cái Sapeco đấy vẫn là của tôi chứ không phải là của ông. Thế thì chúng ta phải xem. Đằng này bây giờ chúng ta lại để cho cái ông kia, ông ấy nâng cái giá cổ phiếu lên. Thế nên tất cả các ông đầu tư của Việt Nam không thể đấu theo được. Thế là ông bỏ chạy. Thế là lúc bây giờ ông đem ông ôm hết tất cả. Theo tôi cái việc ấy rất uổng. Từ nay giờ đi tất cả các cái doanh nghiệp khác, chúng ta phải có một sự giám sát chặt chẽ hơn. Để chúng ta cổ phần hóa nhưng chúng ta không biến cái doanh nghiệp cổ phần hóa đấy thành một cái doanh nghiệp của nước ngoài. Một cách biến tướng như vậy. Đấy là cái điều mà chúng ta cần phải xem xét. Thế còn về chị Phương Chi có nêu lên ý kiến rất đúng. Tức là ta muốn nhiều quá và làm một cách nó không khoa học. Cái quả mít là một cái biểu hiện rất rõ ràng chúng ta phân tán lực lượng. Thế thì điều chúng ta cần phải làm là như thế nào? Là luôn luôn phải có một kế hoạch. Tôi nghĩ rằng là bây giờ đã đến lúc phải có một kế hoạch cải cách thể chế. Trong suốt những năm tôi thực hiện chương trình đối thoại thì câu chuyện về cải cách thể chế, cải cách bộ máy hành chính và rất nhiều vấn đề chúng ta bàn ngày hôm nay đều đã được đưa ra bàn luận, đều đã có trong những cái nội dung mà chúng ta chỉ đạo xuống, nhưng vấn đề là tại sao chúng ta vẫn chưa làm được và chúng ta vẫn chưa đạt được những kỳ vọng mà chúng ta mong đợi. Thì trước khi mà kết thúc chương trình thì tôi rất mong các khách mời có một cái nhắn nhủ, một cái thông điệp thật là ngắn gọn nhưng thật là xúc tích giúp cho chúng ta đạt được cái kết quả mà chúng ta muốn ạ. Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Tuyển ạ. Tôi nghĩ đúng là đúng như chị Phương Chi nói, tức là chúng ta nói rất nhiều đến cái thể chế, có thể nói là mà đã được đưa vào nghị quyết đại hội chứ không phải không, và sau đó thì chúng ta nói rất nhiều đến thể chế, nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu và làm thế nào, đấy là điều cực kỳ quan trọng, bởi vì thể chế nó cũng nhiều nội dung lắm. Thì tôi cho rằng hiện nay chúng ta đang vận động các nước là công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế đường, vậy thì chúng ta hãy lấy tiêu chí của các nước của EU chẳng hạn, của Hoa Kỳ chẳng hạn, và soi xét xem từ những cái gì mà chúng ta chưa đạt được thì chúng ta phân tích nó và xem xét cái điều kiện cụ thể Việt Nam, định hướng phát triển Việt Nam để điều chỉnh cho nó phù hợp. Thì đấy là con đường mà tôi nghĩ là có thể so sánh được, có thể tức là tạo ra những bước phát triển mới. Vâng, để chúng ta có thể nhanh chóng hóa hổ đúng không ạ? Nhưng mong đợi. Ông Danh có một thông điệp gì ạ? Từ nghị quyết của đại hội cho đến nay thực hiện được rất ít là vì không có một chương trình hành động. Và nghị quyết không thể đi vào cuộc sống nếu không có hành động. Nhưng tôi nghĩ bây giờ, vấn đề bây giờ là phải có một cái chương trình hành động rất chi tiết, là năm nào anh làm những các cái gì về mặt thể chế, anh có thể tiến được đến đâu về từng lĩnh vực một, xóa bỏ các giấy phép con như thế nào, rồi thì là vận dụng công nghệ thông tin như thế nào, rồi thì công khai minh bạch như thế nào, và phải có áp dụng, phải có sự giám sát. Và rất mong là chị Phương Chi sẽ tiếp tục là nêu lên cái vấn đề này để thúc đẩy nó đi vào cuộc sống. Chứ còn nghị quyết ở trên giấy sẽ không dẫn đến một cái tiến bộ nào trong thực tế cả. Tôi nói thêm một ý anh Doanh, đúng là phải hành động. Nhưng chương hành động giữa là chuẩn nào? Cho nó phải có chuẩn, phải có chuẩn về cả cái thể chế. Tức là trên cơ sở xây dựng cái chuẩn thì chúng ta mới chương hành động được. Giống như nghị quyết 19, tức là trước đây chúng ta cải cách hành chính chúng ta nói rất chung chung. Và chúng ta năm nào cũng có cái báo cáo là cải cách hành chính có tiến bộ. Nhưng tiến bộ như thế nào thì không ai rõ cả. Và chính năm 2014 thì chúng tôi cũng có ý kiến đóng góp vào đây, tức là chúng ta phải có chuẩn. Và lấy cái chuẩn của ASEAN 6 để chúng ta phấn đấu, tức là phải có chuẩn. Nghị quyết 19, nghị quyết 35 rất là nhiều nội dung cụ thể mà vẫn chưa đủ đối với các khách mời đúng không ạ? Tôi thấy quan trọng nhất là hành động ạ. Chứ tôi thấy trên giấy thì rất là nhiều rồi ạ. Ông Cường nghĩ thế nào? Tôi nghĩ rằng là muốn trở thành một con hổ thì chúng ta phải nhìn thấy hình hài của nó. Con hổ thì nó phải có một cái hình dáng khí phách, nó phải có những cái móng vuốt rất là sắc nhọn và những cái lực rất là mạnh. Thì tôi hy vọng rằng đất nước ta muốn thành hổ được thì mỗi một cơ quan, mỗi một người dân, mỗi một doanh nghiệp phải cùng tham gia vào để tạo lên cái hình dáng đó. Cái khung của con hổ, cái này phải nhờ vào cái lãnh đạo của bộ máy nhà nước thổi hồn cho nó, tạo những khung khổ pháp lý cho nó. Những cái vóng móng muốt sắc nhọn của con hổ đấy, nó phải là những cái chúng ta đang lấy các cái doanh nghiệp tư nhân, những tập đoàn tư nhân, những nhà kinh tế mạnh. Và cái sức mạnh con hổ đấy chính là chúng ta khai thác được những cái tiềm năng, những lợi thế
đặc thù mạnh của chúng ta trong một cái bối cảnh mới này để chúng ta tạo ra cái sức đó cho một con hổ tiến lên. Vâng ạ, chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời ạ. Thưa các khách mời, khi mà chúng tôi lựa chọn đề tài là Việt Nam có thể hóa hổ được không, bắt đầu từ số đối thoại Tết âm lịch ạ, thì chúng tôi thấy là một cái tinh thần chung của tất cả các khách mời tham gia đối thoại đó là một cái mong ước rất là đáng trân trọng và chắc chắn là chúng ta sẽ làm được. Vấn đề là chúng ta không chỉ vượt lên chính mình, chúng ta còn phải vượt lên các nước trong khu vực và chúng ta còn phải tiếp cận với cả thế giới nữa. Và cái câu chuyện, cái cách thức chúng ta trao đổi ngày hôm nay thì cũng có thêm rất là nhiều hướng đi mới cho cái câu chuyện của Việt Nam hóa hổ. Và chúng tôi mong rằng là những cái nội dung của chúng ta sẽ được truyền tải tiếp cho những người làm chính sách để chúng ta thực sự biến mong muốn, khát vọng trở thành hiện thực. Chứ không phải là một cái câu chuyện mong đợi rất lâu, rất dài và chúng ta lại lặp đi lặp lại những cái vấn đề của nền kinh tế Việt Nam trong suốt cái thời gian vừa qua mà chương trình đối thoại đã bàn luận. Chúng tôi đã bàn luận rất nhiều rồi ạ và chúng tôi luôn luôn mong muốn là tìm ra giải pháp và đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện của chúng ta. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã rất là tâm huyết về đề tài của đối thoại ngày hôm nay ạ. Và xin chúc các khách mời lại có thêm nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia và đồng hành cùng chương trình đối thoại ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại phần 6 về chủ đề Việt Nam hóa hổ trên website của kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.